Chim công là một loài chim thuộc họ Phasianidae, bộ Galliformes, có nguồn gốc từ Ấn Độ và Đông Nam Á. Chim công là loài chim đẹp nhất trong thế giới chim, với bộ lông sặc sỡ và đuôi dài. Chúng là loài chim có kích thước lớn, với con trống có chiều dài cơ thể từ 1,2 đến 1,5 mét, trong khi con mái có chiều dài cơ thể từ 0,9 đến 1 mét. Chim trống có bộ lông màu xanh lục óng ánh, đuôi rất dài, có màu lục ánh đồng. Mỗi lông ở mút có sao màu lục xanh, đỏ đồng, vàng, nâu, màu dài, hẹp thẳng đứng. Phần mặt của nó có màu vàng và xanh, con trống sẽ xòe đuôi ra để thu hút con cái. Chim mái có bộ lông màu nâu xám, đuôi ngắn hơn con trống. Chim công thường sống trong các khu rừng rậm, chúng là loài chim ăn tạp, thức ăn của chúng chủ yếu là hạt, quả, côn trùng và động vật nhỏ. Chim công cái sẽ đẻ 2 đến 3 trứng mỗi lứa, trứng chim công có màu xanh lục. Chim công là loài chim có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa của nhiều nước, chúng là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái và trường thọ.